Và thưa quý vị, quay trở lại là phần tin Việt Nam. Bản tin cho biết rằng Việt Nam hiện đang phải đối phó với bão Podu. Bão Podu được dự báo vào trưa 28 tháng 8 cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam chừng 370 km về phía đông đông nam. Trung tâm dự báo thời tiết cho biết đến 13 giờ ngày 29 tháng 8, vị trí tâm bão được dự kiến ở trên vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9. Ủy ban Trung ương về phòng chống thiên tai vào ngày 27 tháng 8 đã có yêu cầu các địa phương ven biển của Việt Nam từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các bộ ngành khẩn cấp ứng phó với bão Podu. Các địa phương trong khu vực vừa nêu được yêu cầu quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền. Song song đó, ra soát các phương án bảo đảm an toàn cho người trên đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu khí, các hoạt động khai thác trên biển, ven biển. Bộ Ngoại giao Việt Nam có công hàm gửi đến các nước trong khu vực, đề nghị tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh bão. Thưa quý vị, Mỹ tố cáo Trung Hoa xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tin cho biết là Trung Quốc đang can thiệp và cưỡng chế các hoạt động dầu khí ở vùng biển do Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Đó là tuyên bố mới nhất của Ngũ Giác Đài đưa ra vào ngày thứ Hai, nhằm cáo buộc Bắc Kinh đang sử dụng các chiến thuật bắt nạt các nước có chủ quyền ở Biển Đông. Theo Reuters, thì dữ liệu của trang Marine Traffic đã cho thấy tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã vào hẳn các khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ cách bờ biển Phan Thiết khoảng 115 hải lý, tức là 185 cây số. Diễn tiến này xảy ra sau khi Hoa Kỳ và Úc bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp. Theo ghi nhận của Reuters, Việt Nam là một quốc gia đang có mối quan hệ ngày càng gần gũi với Washington, cũng đang có mối lo ngại chung về Trung Quốc, đã yêu cầu Bắc Kinh rút tàu Hải Dương 8 khỏi vùng EEZ. Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ bênh vực Việt Nam. Ngay sau khi Bộ Quốc phòng ở Washington phản đối Bắc Kinh uy hiếp hoạt động dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông, Trung Quốc ngày 27 tháng 8 đã yêu cầu Hoa Kỳ ngừng cường điệu hóa mang tính dã tâm và cần đóng một vai trò tích cực trong các vấn đề quốc tế. Trong một hành động hiếm hoi khi đưa ra thông cáo ngày 26 tháng 8, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cáo buộc Bắc Kinh dùng các thủ đoạn bắt nạt khi trở lại can thiệp mang tính uy hiếp, nhắm vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam, tạo ra tình trạng đối đầu giữa các tàu hải cảnh Trung Quốc và Việt Nam suốt gần 2 tháng qua. Đề cập đến sự việc giữa Việt Nam và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng, Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó. Việt Nam và Trung Quốc nhiều năm qua đã vướng vào tranh chấp chủ quyền đối với vùng biển có tiềm năng năng lượng và là một tuyến đường vận tải nhộn nhịp ở Biển Đông. Thưa quý vị, tin tiếp theo cho biết là máy bay của Vietnam Airlines bị xe thang đâm lủng thân. Chiếc Boeing số hiệu VNA-865 của hãng hàng không Vietnam Airlines chuẩn bị cất cánh đi Osaka, Nhật Bản thì bị một chiếc xe thang đâm lủng thân máy. Theo nguồn tin, sự việc xảy ra vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 21 tháng 8 tại sân bay Tân Sơn Nhất và chuyến bay phải bị hủy. Chiếc xe thang thuộc công ty dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam. Sau khi sự việc xảy ra, cảng vụ hàng không miền Nam lập biên bản ghi nhận, niêm phong xe và kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra không thấy người điều khiển xe thang có dấu hiệu uống rượu bia trong lúc làm việc. Theo tường trình của người điều khiển, trong lúc nâng thang, ông này quay mặt về phía sau để quan sát nấc thang, thì xe nhảy số khiến cho xe tiến về phía trước va vào máy bay. Toàn bộ 265 hành khách của chuyến bay VN320 được chuyển qua chiếc Boeing 787 để đi Osaka vào sáng ngày hôm sau. Tiếp nối là phần tin cộng đồng cho biết về buổi tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ cho học sinh vô gia cư. Vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019, đông đảo quý đồng hương đã có mặt tại trường Yerba Bueno High School để tham dự buổi tiệc gây quỹ cho học sinh vô gia cư thuộc học khu Eastside Union High School do bà Vân Lê, ủy viên học khu Eastside, đứng ra tổ chức. Hàng năm, bà Vân Lê luôn cố gắng tổ chức những buổi tiệc gây quỹ để có thể mang đến những phần quà ấm áp cho các em học sinh vô gia cư trong mùa Giáng sinh. Đồng thời cũng có những phần học bổng để khuyến khích các em học tập tốt hơn trên con đường tương lai. Chương trình ca nhạc gây quỹ đã kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút buổi tối cùng ngày.
Bản tin đời sống nối tiếp cho biết những món kỷ vật của cố danh ca B.B. King được mang ra bán đấu giá. Nhiều món kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại dòng nhạc blues B.B. King hiện đang được công ty Julian's mang ra bán đấu giá. Ban giám đốc điều hành khối tài sản của cố danh ca B.B. King cho biết họ sẽ bán 500 món đồ bao gồm quần áo, trang sức và nhạc cụ từng được ông sử dụng trước đây. Tất cả những chiếc tay ban cầm do B.B. King sở hữu đều được ông đổi tên thành Lucille vì đây là tên của người phụ nữ bị hai người đàn ông đến nghe nhạc giành giật. Đây là một kỷ niệm khó quên trong đời nam ca sĩ quá cố khi ông còn chơi nhạc cho một sảnh đường ở Arkansas. Vào năm 1986, B.B. King đã được lưu danh vào Viện Bảo tàng Danh vọng Rock and Roll Hall of Fame. Ông đã qua đời vào năm 2015 tại thành phố Las Vegas, hưởng thọ 85 tuổi. Phiên đấu giá đã được ấn định diễn ra vào ngày 21 tháng 9 tại thành phố Beverly Hills thuộc tiểu bang California. Tiếp theo là một tin giải trí cho biết nữ ca sĩ Taylor Swift đã mang về giải thưởng video của năm tại lễ trao giải VMAs. Thưa quý vị, vào tối ngày 26 tháng 8, lễ trao giải Video Music Awards năm 2019 được tổ chức tại trung tâm Prudential thuộc tiểu bang New Jersey đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ tham gia biểu diễn, Taylor Swift còn mang về giải thưởng quan trọng nhất khi ca khúc You Need to Calm Down được xướng tên ở hạng mục video của năm. Đây là lần thứ hai cô thắng giải này sau ca khúc Bad Blood năm 2015. For the Equality Act, which basically just says we all deserve equal rights under the law. Và vừa rồi là chương trình tin tức buổi tối. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần tới.